Chào mừng bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức Phun Xăm. Phun Xăm không khó. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Thái, kênh YouTube Phun Xăm không khó. Và hôm nay thì Thái sẽ chia sẻ với mọi người một chiếc video nhỏ nhỏ hướng dẫn mọi người về cách mà Thái đi sợi. Thì sợi mà mọi người đang được xem đó là một sợi được thực hiện bởi kỹ thuật sợi nét. Đối với hairstroke thì có hai kỹ thuật mà mọi người thường thấy, đó là đi sợi nét và đi sợi hạt. Sợi nét tức là sợi nó sẽ rất là liền và mảnh, còn sợi hạt thì nó sẽ được tạo ra bởi rất là nhiều hạt nối liền nhau và tạo thành một sợi. Thì sự khác biệt, mọi người, Thái sẽ zoom cận cảnh hơn một tí để mọi người xem. Đối với sợi nét thì cái tốc độ kéo kim của mình nó sẽ chậm hơn để các hạt nó được liền với nhau hơn, tạo thành một sợi liền hơn. Khi kéo thì chúng ta cần đòi hỏi độ tỉ mỉ rất là cao, cho nên là mọi người cần phải cố gắng luyện tập thật nhiều ở trên giấy cũng như là vẽ trên giấy cũng như là trên da giả nha, trước khi mà mình có thể bắt đầu tuyển mẫu và mình thực hiện ha. Và mọi người trong quá trình xem thì mọi người đừng quên nhấn subscribe, đăng ký theo dõi kênh để mọi người có thể nhận được nhiều cái thông báo khi mà kênh có những cái video mới nha. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể theo dõi kênh TikTok của Phun Xăm không khó ở trên TikTok nha. Và một cái group mà mọi người cũng nên tham gia để giao lưu học hỏi, đó là group ở trên Facebook BMUCR Phòng Thủ Tồi Ngành Phun Xăm Việt Nam nha. Đây là những sợi chính, những sợi chính. Mọi người có thể thấy là mỗi thao tác thì mình chỉ kéo nó khoảng độ 2-3mm thôi, chứ mình không kéo một lần một đoạn dài nhé, kéo một đoạn ngắn thôi, sau đó mình lại rê kim lùi lại và lại kéo tiến tới một lần một ít, một lần một ít, mỗi lần là mình chỉ tiến tới khoảng 1mm thôi. Đây là các sợi chính. Đối với sợi nét thì mình sẽ để tốc độ máy nó cao hơn so với sợi hạt nhé. Vì tốc độ máy mình để cao hơn á, thì cái lượng hạt mực mà mình thả xuống á, nó sẽ kín hơn, dày hơn. Và tốc độ thả mực xuống nó nhanh hơn thì nét nó mới liền. Còn nếu mà mọi người đi sợi hạt thì mình để máy nó chậm lại một tí để nó tạo hạt nha. Mỗi kiểu sợi thì nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Ví dụ như là sợi nét thì nét nó sẽ liền và mạnh hơn, tạo độ chi tiết khi mà nhìn gần thì nó sẽ khá là đẹp. Tuy nhiên thì nhược điểm của nó là cái sợi nó mạnh quá nên là nó sẽ thiếu đi cái độ khối của nó, thiếu đi độ đậm nhạt thì cái mức độ nghệ thuật của nó cũng giảm đi. Nếu mà mọi người đi sợi hạt thì khả năng sáng tạo nó sẽ cao hơn, mình sẽ tùy biến hơn. Rồi, chúng ta sẽ đi một số sợi ở bên dưới nhạt thôi để trông nó cho được tự nhiên nhé. Kiểu xếp sợi thì trong video tiếp theo, video mới, Thái sẽ vẽ cho mọi người xem cái cách mà Thái xếp sợi. Sợi nữ thì sẽ có kiểu xếp của sợi nữ, còn sợi nam thì có kiểu xếp của sợi nam nhé. Nó nhiều kiểu lắm. Thì Thái sẽ hướng dẫn từ từ và mọi người luyện từng kiểu một thôi nhé. Đối với sợi hairstroke thì mình không cần phải luyện quá nhiều kiểu đâu. Mọi người luyện 1-2 kiểu gì đấy nó phổ biến thôi, và mình có thể sử dụng nó cho hầu hết các loại lông mày. Còn khi mà mọi người quen rồi thì có thể tùy cơ ứng biến, mình có thể sáng tạo thêm về những cái kiểu xếp sợi cho nó phù hợp với từng người. Vì mỗi người nó sẽ có một cái lông mày sẵn có nó khác nhau ấy. Trong phạm vi video, mỗi video này thì Thái sẽ không nói sâu quá nhiều về những cái kiến thức. Nên mỗi video Thái sẽ nói thêm một ít để mọi người biết thêm tùy từng cái tình trạng lông mày nhé.
Thì mọi người nếu mà thấy thích những video như này thì mọi người có thể nhấn đăng ký kênh để khi mà thấy đăng video mới lên kênh thì mọi người sẽ nhận được thông báo và xem các video của Phun Xăm Không Khó nha. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể truy cập vào website phunxamct.com hoặc phunxamkhongkho.com để xem các video và các bài viết ở trên website nhé. Rảnh không ra đây làm? Các sợi ở phần đầu lông mày á, thì nó sẽ có xu hướng nó dày hơn một tí. Nó có xu hướng nó dày hơn một tí nha. Còn về phía sau thì nó thưa hơn. Đầu lông mày nó phải dày dày sợi một tí nó mới tự nhiên. Tuy nhiên thì nó dày nhưng mà mình phải đi nó nhạt thôi nhé. Ở đầu lông mày mình phải đi nhẹ thôi. Khi mà mọi người xem qua video thì có thể mọi người sẽ không thấy được sự khác biệt về cái lực tay, không cảm được. Nhưng mà thực tế thì ở các sợi phần đầu thì mình sẽ đi nó nhạt hơn, nó nhẹ À, hơn một tí, nó không đáng nay kể em sẽ lắm đi cho nó nét nhưng mà đi. nó mạnh hơn. Đấy, mọi người có thể thấy. Nếu mà tinh tế mình sẽ thấy là những cái sợi ở đầu lông mày nó mạnh hơn một tí so với những sợi ở phía sau. Nó cũng giống như là lúc mình phun thôi, phun lúc nào mình cũng sẽ làm cho cái đầu nó nhạt đúng không? Sợi của cái lông mày này thì tải đi nó vẫn hơi thẳng một tí cho Để ra nó phía trước. mạnh mẽ. Còn tùy người nhé, nếu mà mọi người thích cho nó mềm mại nữ tính hơn tí thì mình đi sợi cho nó cong nhiều hơn một tí nhé. Còn như Thái đang đi đây thì sợi nó cũng hơi thẳng một tí đấy, độ cong nó chưa nhiều. Ok, và sợi cuối cùng của phần đầu này. Đầu lông mày á, thì nó có rất là nhiều kiểu nha. Cái kiểu mà mọi người đang xem đây nó là thuộc kiểu căn bản nhất rồi, nó bình thường nhất rồi. Ngoài ra mọi người có thể rẽ nhánh đi hai ba tia, tí nữa Thái sẽ đi thêm một một ít một sợi. Rồi lao ra nha. Sợi nét thì nó bám nhanh lắm, nó qua một lượt thôi là nó đã bám rất là tốt rồi. Sợi hạt thì vì rải hạt mà nó hơi có xu hướng hơi miết miết, hơi rải hạt hạt nên là độ bám nó sẽ không có, sau mỗi lượt á, nó sẽ không có nhiều, không có đậm bằng như sợi nét đó. Mọi người thấy sợi nét khi sau khi kéo một lượt nó bám rất là tốt rồi, rất là rõ ràng rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và đừng quên đăng ký kênh nha.